Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đến tìm hiểu một trong những mẫu xe SUV được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan của thương hiệu Mazda Nhật Bản. Chiếc xe CX-30 và là một trong những mẫu xe SUV gầm cao bán tương đối tốt và có cái mức độ chạy trong đô thị rất là tốt, cũng như là cái độ tiết kiệm xăng này, cái độ lanh lẹ rồi luồn lách của xe. Đó. Thì CX-3 đang được phân phối là 3 phiên bản: bản Deluxe, bản Luxury và bản Premium. Thì bản Deluxe và bản Luxury cũng như Premium, cả 3 bản đều đang được hỗ trợ trong tháng này 100% thuế trước bạ. Các bạn không nghe nhầm đâu, 100% thuế trước bạ luôn nhé. Chương trình đang được chạy trong tháng này. Với cái mức được ưu đãi như thế thì hiện tại CX-3 Deluxe đang có giá lăn bánh chỉ rơi vào khoảng 648 triệu thôi. Giá niêm yết đang là 649 triệu, đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ. Thì giá lăn bánh bằng giá niêm yết luôn. Đó. Bản Luxury thì đang được phân phối là có giá là 689 triệu và cũng đang được hỗ trợ giảm 100% thuế trước bạ. Thì với cái mức giảm đó thì giá lăn bánh cũng chỉ ngang giá niêm yết thôi, cũng là 689 triệu các bạn nhé. Đó. Và ngoài cái giảm 100% thuế trước bạ ra thì Mazda CX-3 còn được tặng thêm một gói phụ kiện 40 triệu nữa. Gồm có dàn phim này, trải thảm này, thảm lót sàn này, thanh giá nóc này, các cái bộ đồ nghề tiêu chuẩn. Đấy. Và để biết thêm chi tiết cũng như là các cái giá bán quà tặng có thể hỗ trợ cũng như đàm phán thêm thì hãy liên hệ và inbox với chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình ưu đãi riêng cho từng khách hàng và toàn bộ khách hàng luôn. Thì cùng ngó qua một vòng chiếc xe nhé. Dáng xe cực kỳ trường luôn. Hệ thống la răng phay cực kỳ to bản 18 inch. Đó. Tôi sẽ quay lùi ra xa tổng thể cho các bạn một chút. Đó. Đi vào không trong khoang không gian nội thất một chút nhé. Phải nói là quá xuất sắc. Những chiếc xe Mazda quá đẹp. Toàn bộ được bọc da, chi tiết da lộn cực kỳ sang trọng. Đó. Chúng ta sẽ ra phần đuôi xe nhé. Xe được trang bị đầy đủ hết các cái cảm biến cũng như là hệ thống bô đôi thể thao cực kỳ khỏe mạnh luôn. Thì để biết thêm chi tiết cũng như là các cái thông tin quà tặng riêng thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé, số hotline bên dưới hoặc nhắn tin qua Zalo. Cảm ơn tất cả các bạn.